Các bài đọc lời Chúa ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 19 thường niên năm 2 năm Chẵn. Bài đọc 1. Trích sách tiên tri Ezekiel. Ezekiel chương 16 câu 1 tới câu 15, rồi câu 60, rồi câu 63. Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hỡi con người, hãy cho Jerusalem biết tội ác ghê tởm của nó. Hãy nói: Chúa là Thiên Chúa phán cùng Jerusalem rằng: Nguồn gốc và sinh quán của ngươi là xứ Canaan, cha ngươi là người Amore, mẹ ngươi là người Sethea. Khi ngươi sinh ra, ngày ngươi chào đời, người ta không cắt rốn, không rửa ngươi trong nước cho sạch sẽ, không sát muối và bọc khăn cho ngươi. Không ai đem lòng thương xót nhìn ngươi để làm cho ngươi một công việc nào như thế. Ngày ngươi sinh ra, vì ghê tởm ngươi, người ta đã bỏ ngươi ngoài đồng. Ta đi qua gần ngươi và thấy ngươi giãy giụa trong máu. Ta đã nói cùng ngươi rằng hãy sống trong máu và lớn lên như cỏ ngoài đồng. Ngươi đã nảy nở lớn lên và đến tuổi dậy thì, ngực ngươi nở nang, tóc ngươi rậm dài. Nhưng ngươi vẫn khỏa thân. Bấy giờ ta đi qua gần ngươi và thấy ngươi. Lúc đó ngươi đã đến tuổi yêu đương. Ta lấy vạt áo trải trên mình ngươi mà che sự khỏa thân của ngươi. Ta thề và kết ước với ngươi, lời Chúa phán, và ngươi đã thuộc về ta. Ta đã tắm ngươi trong nước, rửa máu trên mình ngươi và xức dầu cho ngươi. Ta đã mặc cho ngươi áo màu sặc sỡ và xỏ giày da tốt cho ngươi. Thắt lưng ngươi bằng dây gai mịn và choàng cho ngươi áo tơ lụa. Ta đã lấy đồ quý mà trang điểm cho ngươi. Ta đã đeo xuyến vào tay ngươi, đeo kiềng vào cổ ngươi. Ta đã xỏ khoen vào mũi ngươi, đeo hoa tai vào tai ngươi và đặt triều thiên rực rỡ trên đầu ngươi. Ngươi đã được trang điểm bằng vàng bạc, mặc áo bằng vải mịn, tơ lụa và hàng thêu. Ngươi ăn bột miến lọc, mật ong và dầu ô liu. Ngày ngày, càng ngày, ngươi càng xinh đẹp và tiến lên ngôi nữ hoàng. Ngươi đã lừng danh giữa các dân tộc nhờ sắc đẹp của ngươi, vì ngươi thật là tuyệt hảo nhờ sự huy hoàng ta đã mặc cho ngươi. Chúa là Thiên Chúa phán, nhưng ngươi đã cậy sắc đẹp và lợi dụng danh tiếng của ngươi để mãi dâm trụy lạc. Ngươi hiến thân cho bất cứ ai qua đường. Nhưng phần ta sẽ nhớ lại giao ước ta đã lập với ngươi khi ngươi còn xuân xanh. Ta sẽ lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu, như thế để ngươi phải nhớ lại mà xấu hổ. Và vì xấu hổ, ngươi sẽ không còn mở miệng ra nữa khi ta tha thứ hết mọi việc ngươi đã làm. Chúa là Thiên Chúa phán. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Isaiah chương 12. Chúa đã bỏ cơn giận của Chúa và đã an ủi tôi. Chúa đã bỏ cơn giận của Chúa và đã an ủi tôi. Đây Thiên Chúa là đấng cứu chuộc tôi. Tôi sẽ tin tưởng mà hành động và không khiếp sợ, vì Chúa là sức mạnh, là đấng tôi ngợi khen.
người sẽ trở nên cho tôi phần rổ hôi. Chúa đã bỏ cơn giận của Chúa và đã an ủi tôi. Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người. Hãy công bố cho các dân biết kỳ công của Chúa. Hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang. Chúa đã bỏ cơn giận của Chúa và đã an ủi tôi. Hãy ca tụng vì Người làm nên những việc kỳ diệu. Hãy cao rao việc đó trên khắp hoàn cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy mừng ca hát, vì đấng cao cả là đấng thánh Israel ở giữa ngươi. Chúa đã bỏ cơn giận của Chúa và đã an ủi tôi. Alleluia! 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 Một Gioan chương 2 câu 5. Ai giữ lời Chúa Kitô thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy. Alleluia! 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 Phúc âm. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp: nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly? Họ hỏi lại: vậy tại sao Môi-se đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ? Người đáp: vì lòng chai đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ. Nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng, ai rẫy vợ trừ nố gian dâm và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và ai cưới người đã bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa Người rằng, nếu sự thể việc vợ chồng là như thế thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp: không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.